Chỉ đi tu mới thử thách, ở ngoài đời cũng có thử thách nữa Không có cái con đường nào mà trải toàn hoa hồng Không có cái con đường nào mà bằng phẳng và không gặp trong gai hết à, Nhất là đi tu là đi ngược dòng sanh tử Thì đó là một việc làm không hề dễ dàng Ngài một Kiền Liên là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp Hàng trăm ngàn A Tăng Kỳ kiếp phát đại nguyện cực lớn Mới có thể trở thành một bậc A La Hán thượng thủ Trong tăng đoàn của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Nhưng mà Ngài một kiền liên khi mà được Đức Phật hóa độ rồi Mà hai tuần liền không thể nào chứng thánh được là sao Vì cứ bị ngủ gục đó, bị hôn trầm đó Tới mức mà Đức Phật phải hóa thân để mà giúp cho Ngài một kiền liên Thì Ngài mới có thể thoát khỏi cái hôn trầm mà Ngài chứng đạo được Đó mình thấy một bậc túc duyên sâu dày Phát nguyện dõng mãnh nhiều đời, nhiều kiếp, hàng trăm ngàn A à, Tăng kỳ kiếp ngài mới phát nguyện như vậy ngài mới thành a la hán thượng thủ được mà ngài còn bị nghiệp hôn trầm thì huống gì là mình vậy cho nên mình đã có duyên xuất gia rồi là mình đã biết là mình cái duyên đạo của mình nó có rồi vậy thì mình trân trọng cái nhân duyên này đường đạo phía trước nó còn rất dài và người tu thì phải chấp nhận kiểu thức khuya dậy sớm ở chùa nào cũng phải thức khuya dậy sớm thôi